Trong khoảng sân của gia đình, bà Đào Thị Vắn, trú tại khu 5A, phường Quang Trung, dùng một góc để tập kết phế liệu. Công việc thu gom phế liệu lâu nay đã trở nên rất quen thuộc đối với bà và mỗi thành viên trong gia đình. Bất cứ một vật dụng nào hàng ngày thải ra, với người khác là việc cho vào túi và tập kết cho công nhân vệ sinh môi trường thu gom, thì bà Vắn lại nhặt nhạnh xử lý rồi phân ra từng loại như sắt vụn, túi ni lông, vỏ lon nước, hộp bìa cắt tông. Còn đối với các loại rác hữu cơ có khả năng phân hủy như trái cây, rau củ quả, được bà để riêng, đóng thùng ủ kỹ, chờ phân hủy để bón cho cây cối quanh nhà. Nhờ có công việc này, lượng rác của gia đình thải ra môi trường rất hạn chế. Đó có ý nghĩa là coi là sạch môi trường là một này, là bà con nó đỡ bẩn thỉu, coi đỡ hôi hám, như gia đình nhà mình cũng thế thôi. Thứ hai nữa là mình thu nhập được là cái tốt cho mình, sau nữa được tiền đóng cho hội để ủng hộ để cho người nghèo. Tiền thì lần thì nhiều nhất là 600 mốt, còn thì cứ lần thì 300, 200. Cũng như bà Vắn, 100% gia đình hội viên phụ nữ ở khu 5A phường Quang Trung đều tích cực tham gia thu gom và xử lý phế liệu trong nhiều tháng nay. Phong trào này được Chi hội Phụ nữ khu phát động kể từ tháng 7 năm 2015 nhằm mục đích tuyên truyền sâu rộng trong chị em ý thức tiết kiệm và trên hết là giữ gìn vệ sinh môi trường. Ban đầu phát động, ban chấp hành chi hội gặp rất nhiều khó khăn do phản ứng của nhiều chị em cho rằng thu nhập thêm không biết có đáng là bao, trong khi phế liệu trong nhà gây ô nhiễm sinh hoạt hàng ngày, vân vân. Thì chúng tôi đều nghĩ là rất là khó, nhưng mà tôi nghĩ thì khó, nhưng mà không phải là khó quá không thể làm được. Vì vậy chúng tôi kiên quyết cùng nhau vận động và thống nhất là lấy các hội viên nòng cốt của chi hội để mà phát động phong trào từ đấy. Đi vận động chị em và chị em đã nhất trí, sau đó chúng tôi hỗ trợ giúp đỡ chị em để chị em hướng dẫn cho chị em phân loại rác thải. Thế thì trong quá trình như vậy thì lúc đầu chị em thấy khó khăn lắm. Nhưng mà đợt đầu tiên chúng tôi bán vào ngày 15 tháng 7 năm 2015, chúng tôi đã thu được với tổng số tiền bằng 1.412.000. Thì chị em rất là phấn khởi. Do làm tốt công tác tuyên truyền vận động, nên đến nay phong trào thu gom phế liệu của phụ nữ khu 5A phường Quang Trung đã thực sự đi vào nề nếp, được chị em tích cực tham gia. Phong trào đã có tác động tích cực đến vệ sinh môi trường khu dân cư, đường làng ngõ xóm sạch sẽ phong quang, không có cảnh túi ni lông hay vỏ bánh kẹo vung vãi trên đường. Từng chiếc lá rau hay mẩu giấy vụn đều được các bà các chị nhặt nhạnh để biến chúng trở thành những vật có ích. Mỗi tháng 2 lần, Chi hội Phụ nữ khu tổ chức tập kết phế liệu của các gia đình để bán. Sau gần 18 tháng phát động, phong trào thu gom, phân loại phế liệu đã mang lại kết quả bất ngờ. Tổng số tiền mang lại từ phong trào này đến nay đã lên đến trên 20 triệu đồng. Trong đó những hội viên tích cực nhất như bà Vắn, bà Thành, mỗi tháng thu từ phế liệu cũng được từ 300 đến 500 ngàn đồng. Và điều đặc biệt có ý nghĩa hơn cả, đó là từ tiền bán phế liệu, chị em hội viên trích lại 40% để xung vào quỹ hội nhằm phục vụ các hoạt động như thăm hỏi, tặng quà, chia sẻ khó khăn với hội viên hay động viên các cháu học sinh nghèo học giỏi trong khu. Nhờ đó, số quỹ hội do phong trào thu gom phế liệu của chị em phụ nữ trong khu mang lại đến nay đã lên tới trên 8 triệu đồng. Những kết quả mà phong trào mang lại được Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố, Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Quang Trung đánh giá cao và hiện đã phát triển rộng rãi trên địa bàn phường Quang Trung nói riêng, thành phố Uông Bí nói chung. Cái mô hình thực sự là hiệu quả đối với lại công tác bảo vệ môi trường cũng như là đối với lại cộng đồng khu dân cư, đem lại cái lợi ích thiết thực cho hội viên phụ nữ. Cái lợi ích mang lại nó rất là lớn, thì Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Quang Trung đã nhân rộng ra, đến nay là đã có 8 trên 13 chi hội để thực hiện cái mô hình thu gom rác thải và phân loại phế liệu. Thu gom phân loại phế liệu, việc làm tuy nhỏ nhưng mà lại nhiều ý nghĩa, tưởng khó nhưng rất dễ thực hiện. Chỉ cần mỗi người chúng ta có ý thức tiết kiệm và giữ gìn vệ sinh môi trường. Điều này được khẳng định từ hiệu quả của mô hình thu gom rác thải của Chi hội Phụ nữ khu 5A, phường Quang Trung, thành phố Uông Bí.